Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với ông Janusz Huzi cao ủy phụ trách nông nghiệp, ủy ban châu Âu trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, tại buổi làm việc, bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của EU trong quá trình triển khai thực thi hiệp định EVFTA thời gian qua và ghi nhận những kết quả của hiệp định trong thúc đẩy trao đổi thương mại song phương năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 kinh mạch hai chiều Việt Nam EU đã chứng kiến sự phục hồi và tăng trưởng mạnh xuất khẩu nông lâm thủy sản là các mặt hàng được hưởng ưu đại lớn từ hiệp định EVFTA cũng ghi nhận tốc độ tăng rất cao trước bối cảnh đa dạng hóa nguồn cung nhằm đảm bảo an ninh lương thực việt nam đang có nhiều lợi thế và khả năng cung ứng các sản phẩm nông lâm sản thực phẩm cho thị trường eu bộ trưởng nguyễn hồng diên đề nghị phía eu tiếp tục ủng hộ cũng như dành những ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật tài chính chuyển giao công nghệ để triển khai hiệu quả các chương trình dự án hợp tác về nâng cao năng lực xây dựng hệ thống chính sách và mô hình sản xuất đáp ứng các quy định tiêu chuẩn của eu tạo điều kiện cho quá trình sản xuất kiểm tra kiểm định và trao đổi thương mại giữa hai bên diễn ra thuận lợi đồng thời khuyến khích các dự án đầu tư của eu trong các lĩnh vực triển vọng như chế biến nông sản thực phẩm nông nghiệp công nghệ cao hướng đến kinh tế tuần hoàn chuyển đổi xanh thích ứng với biến đổi khí hậu